Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện một bức tranh két hình búp bê. Mời các bạn cùng theo dõi mình nha.
Điện cho nó đỡ đi Hồng. Rồi, kêu rồi. Ủa sao mà đỡ tôi đi trên trời? Để mình bằng quá nhờ. Bảo hành đó anh ơi. Hả? Để bảo hành. Để sao? Để bảo hành hết, bảo hành rồi Tháo. Mình đã hoàn thành rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Có được quý vị đây không? Chắc thăm rồi lắm chưa? Anh trực cái đồng hồ điện ha. Xong anh lên ra luôn. Trực sao mà khó cái số cái hiệu tơ của điện á. Xong rồi anh phô này bản nè. Phô này bản. Xong anh điện nó cái này nha. Anh điện theo cái thông tin này nha. Ừ. Cái này nè.